Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đang nâng cấp, điều chỉnh cơ sở hạ tầng, đường truyền và phần mềm phù hợp với yêu cầu thí điểm triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép lái xe tích hợp trên cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Cụ thể, phần mềm quản lý giấy phép lái xe tại các trung tâm sát hạch hiện vẫn cần bổ sung chức năng in giấy hẹn trả giấy phép để có mã hồ sơ trên giấy hẹn trả, giúp người dân tra cứu, thực hiện các thủ tục trên cổng dịch vụ công. Cùng với đó, sau khi cán bộ nghiệp vụ quyết định trúng tuyển sát hạch, hệ thống sẽ cần có chức năng gửi dữ liệu lên cổng dịch vụ công giấy phép lái xe cấp độ 4, bản giao giấy phép lái xe cho đơn vị bưu chính để chuyển phát cho công dân. Trước đó, để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng, đường truyền và phần mềm hiện hành, từ đó có giải pháp, phương án nâng cấp, điều chỉnh, sửa đổi phù hợp với yêu cầu để thí điểm cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Thưa quý vị, một kho hàng chứa số lượng lớn hàng hóa là siro hoa quả và những nguyên liệu làm trà chanh, trà sữa vừa bị đội 4 Phòng Cảnh sát Phòng chống môi trường Công an thành phố Hà Nội và đội quản lý thị trường số 17 Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện thu giữ vào sáng ngày hôm nay trên đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng ở đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, hàng loạt các nguyên liệu làm trà chanh, trà sữa, siro hoa quả đủ các loại cùng với những loại máy móc để pha đồ uống. Số hàng này được chủ hàng là Bùi Văn Sáng khai nhận mua từ biên giới về trong nước tiêu thụ. Em nhập một số mặt hàng là nhập từ biên về các chợ đầu mối và cũng chưa xin giấy kiểm định chất lượng ạ. Số mặt hàng là số hàng ngoại lệ là cũng không hóa đơn ạ. Tại một gian hàng, lực lượng chức năng phát hiện 100% số sản phẩm đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày sản xuất và hạn sử dụng không rõ ràng, nơi lưu trữ ẩm thấp, không đảm bảo điều kiện theo quy định. Thậm chí nhà vệ sinh cũng được trưng dụng làm nơi cất giữ những nguyên liệu này. Trong đó, có nhiều sản phẩm có nhãn mác khá nổi tiếng. Theo tài liệu điều tra, những mặt hàng này được chủ kho xuất bán tới các cửa hàng trà chanh, trà sữa nhỏ lẻ trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Ngày nay thì phương thức thủ đoạn của các đối tượng kinh doanh các cái mặt hàng nguyên liệu trà sữa đồ uống này thì rất là tinh vi, và những cái địa điểm kho bãi mà các đối tượng thuê để cất trữ thì thường là nằm trong ngóc ngách, khiến cho công tác trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Lợi dụng cái thời điểm hè thì cái nhu cầu đồ uống giải khát của người tiêu dùng rất là cao, thế cho nên là đối tượng đã nhập rất nhiều loại nguyên liệu đồ uống và bột trà sữa trân châu từ do nước ngoài sản xuất. Vụ bắt giữ của cơ quan công an lần này tiếp tục cho thấy tình trạng sử dụng nguyên liệu trà sữa nhập lậu để pha chế đồ uống vẫn tiếp diễn trên thị trường hiện nay. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết vừa có chính sách ưu đãi giảm giá vé tàu đối với đoàn viên công đoàn các ngành, tập đoàn doanh nghiệp địa phương trong cả nước. Theo đó, đơn vị này giảm 5% đối với giá vé cá nhân, giảm 7% đối với đoàn tập thể từ 10 đến 39 người và giảm 10% đối với đoàn tập thể từ 40 người trở lên. Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết cũng có chính sách giảm giá vé dành cho cán bộ, công nhân viên, ngành đường sắt nhằm tri ân, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển bằng tàu hỏa. Mức giảm tùy thuộc vào đối tượng, số lượng người đi tàu. Cụ thể, đối với cán bộ công nhân viên ngành đường sắt, giảm 30% đối với giá vé cá nhân và nhân thân, giảm 34% đối với đoàn tập thể từ 10 đến 50 người, giảm 38% đối với đoàn tập thể từ 51 đến 100 người, giảm 40% đối với đoàn tập thể từ 101 người trở lên. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất Bộ Tài chính xem xét chấp thuận phương án giảm phí bảo trì đường bộ theo thẩm quyền và có hình thức giảm phí cho từng đối tượng được hưởng theo hình thức khấu trừ. Khẳng định dịch COVID-19 làm vận tải khách bị ảnh hưởng trực tiếp, sản lượng vận chuyển khách doanh thu giảm sâu đến 75% so với cùng kỳ năm 2019. Số lượng phương tiện hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng giảm từ 30 đến 40% so với trước khi xảy ra dịch. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến phải từ 1 đến 2 tháng nữa thì doanh nghiệp vận tải mới trở lại bình thường. Đối tượng đề xuất giảm theo Bộ Giao thông Vận tải là những đơn vị có phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được Sở Giao thông Vận tải địa phương cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định. Hiện tổng số lượng phương tiện đã được cấp phù hiệu, biển hiệu là hơn 800.000 phương tiện. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động qua từng giai đoạn,
nên Bộ Giao thông Vận tải đề xuất giảm 15% mức phí bảo trì đường bộ các tháng 3, 4, 5 và 6 của năm 2020 theo hình thức khấu trừ vào kỳ đăng kiểm tiếp theo. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã đọc tờ trình dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi. Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đưa ra báo cáo thẩm tra về dự án. Dự án luật được đưa ra trong bối cảnh số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài hàng năm tăng đáng kể, trung bình mỗi năm có hơn 80.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đặc biệt là trong 5 năm gần đây, mỗi năm có trên 130.000 người lao động ra nước ngoài làm việc. Dự thảo lần này tập trung sửa đổi bổ sung 6 nhóm vấn đề chính, trong đó có nhiều nội dung về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bổ sung các điều kiện chặt chẽ, xử lý nghiêm hành vi vô trách nhiệm, bỏ rơi người lao động khi gặp khó khăn. Trước đó, trong một buổi thảo luận về dự án luật này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xác nhận từng tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh các vấn đề tiêu cực về người lao động Việt Nam tại nước ngoài. Trong đó, Đại sứ Nhật Bản phàn nàn việc người lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng, trốn ở lại làm việc chui, gây khó khăn cho cơ quan quản lý sở tại. Không những vậy, tình trạng lao động chui vượt biên trái phép ra nước ngoài cũng là một trong những vấn đề nhức nhối cần được quan tâm, đặc biệt sau vụ việc 39 công dân Việt Nam tử nạn trên đường sang Anh Quốc. Người Việt Nam ra nước ngoài lao động, ngoài mục đích tìm kiếm thu nhập, còn vấn đề lớn liên quan đến thể diện của Việt Nam với thế giới. Bên cạnh đó, thực tế đang có nhiều công ty ma hoạt động trong lĩnh vực này. Sau khi nghe tờ trình về dự án luật của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã đưa ra báo cáo thẩm tra, đề nghị hồ sơ dự án luật cần được giải thích thấu đáo thêm một số điểm. Trong đó, có trách nhiệm quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn chưa rõ, đặc biệt là trách nhiệm cơ chế phối hợp của các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương để phát huy và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, việc theo dõi, nắm bắt và quản lý lao động sau khi về nước. Thưa quý vị, đợt ra quân tổng kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông như ô tô, xe máy trên toàn quốc kéo dài từ nay đến giữa tháng 6. Theo đó, người điều khiển phương tiện không đem theo hoặc không xuất trình được các loại giấy tờ theo quy định sẽ bị xử phạt, trong đó đáng chú ý là giấy chứng nhận bảo hiểm mô tô, xe máy. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều điểm bán bảo hiểm đã xuất hiện dọc các tuyến đường nội thành, các tuyến quốc lộ, cửa ngõ ra vào những thành phố lớn và bất ngờ mọc lên như nấm sau mưa với đủ những mức giá khác nhau. Hiện tượng này khiến cho người mua hoài nghi về tính hợp pháp cũng như là những quyền lợi mà họ được hưởng khi tham gia bảo hiểm. Những ngày đầu tổng kiểm tra phương tiện giao thông, các điểm bán bảo hiểm xe máy trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp tấp nập khách ra vào. Một số thời điểm, người đi đường phải đợi chờ tới lượt mới được mua vì quá đông. Quy trình mua bán bảo hiểm xe máy rất đơn giản. Người bán chỉ việc điền thông tin chủ phương tiện, địa chỉ và biển kiểm soát do người mua cung cấp lên tờ bảo hiểm mô tô xe máy in sẵn đầy đủ chữ ký và con dấu. Một số người quên giấy đăng ký xe hoặc muốn mua thêm bảo hiểm cho những chiếc xe khác có thể để trống thông tin bổ sung sau. Sự linh động từ những người bán thiếu nghiệp vụ đã khiến không ít khách hàng băn khoăn về nguồn gốc bảo hiểm và quyền lợi chính đáng của mình khi không may rủi ro xảy ra. Mua thì nói chung là không mua một chỗ, thường thường gặp chỗ nào là ghé mua chỗ nấy à. Có đưa công an bảo hiểm nhưng mà công an không hỏi gì thì nên mình mới mua tiếp thôi, chứ cũng không biết là nó có hợp lý hay là không hợp lý, mình cũng không biết. Dọc đường thấy treo biển giá rẻ quá nên thành ra cũng nghĩ là không biết thật giả thế nào. Thường thường là chỉ hay dùng cái này, công an cần kiểm tra cái này thì mình mua cái này thôi, chứ mình cũng không biết ở trong nó là như thế nào. Theo cơ quan bảo hiểm, để tránh rơi vào cảnh mất tiền oan, đồng thời tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, người tham gia giao thông nên tìm đến các đại lý phân phối hoặc các văn phòng của công ty bảo hiểm có uy tín, bởi giấy chứng nhận bảo hiểm có giá trị thì mới buộc doanh nghiệp bồi thường. Với mỗi cái giấy chứng nhận này, chúng ta muốn kiểm tra xác thực hay không, chúng ta chỉ cần đọc cái ký hiệu và số series cho tổng đài để kiểm tra là chúng ta đã mua cái đúng gốc chưa. Tại lúc này về cái hệ thống của bảo hiểm họ luôn quản lý theo cái số series. Với một cái mã ký hiệu và cái số series như vậy thì chỉ nhập tương ứng đối với một khách hàng với một biển số xe duy nhất và nó không thay đổi với một thời hạn duy nhất mà thôi. Nhu cầu mua bảo hiểm nó gia tăng một cách đột biến. Việc các doanh nghiệp bảo hiểm không quản lý được cái việc bán tràn lan thì có thể dẫn đến một số những cái trường hợp làm ảnh hưởng đến cái uy tín cũng như là cái quyền lợi của khách hàng khi mà những cái
người mà cung cấp bảo hiểm mà ghi không đầy đủ thông tin trên giấy chứng nhận bảo hiểm là một cái. Thứ hai nữa là cũng có thể có những cái nguy cơ xuất hiện những cái trường hợp là có những cái bảo hiểm không được phát hành đúng theo quy chuẩn của nhà nước. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự với xe máy là một trong 4 giấy tờ cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ kiểm tra với các phương tiện trong đợt tổng kiểm soát từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6. Tuy nhiên, với tình trạng cạnh tranh không lành mạnh về giá và hình thức phân phối, việc quản lý còn lòng lẻo thì nguy cơ xuất hiện những tờ chứng nhận bảo hiểm giả là điều khó tránh khỏi. Tổng cục Thuế cho biết cả nước có khoảng hơn 500.000 doanh nghiệp siêu nhỏ. Nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử theo lộ trình từ ngày 1 tháng 11 năm 2020, 100% doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử. Do đó, cơ quan này đã có nhiều giải pháp phối hợp với Hội Tư vấn Thuế Việt Nam và đơn vị cung cấp phần mềm kế toán tích hợp với hóa đơn điện tử để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện theo đúng quy định. Doanh nghiệp chuyên sản xuất gỗ cho biết, đơn vị này đã thực hiện hóa đơn điện tử được hơn 6 tháng. Việc thực hiện hóa đơn điện tử tích hợp với phần mềm kế toán đã giúp doanh nghiệp quản lý tài chính được tốt hơn và bộ phận phòng kế toán trước đây là 5 nhân viên, bây giờ chỉ còn 2 nhân viên làm hết tất cả các việc vì đều thực hiện qua mạng Internet. Khi mà sử dụng cái phần mềm eRAC mới thì doanh nghiệp thấy là cái việc mà sử dụng đó nó giúp cho doanh nghiệp quản lý được khi là ví dụ như mình phân công phân quyền cho cái cán bộ về công tác về bên khai thuế và nộp thuế, rồi mình cũng giám sát được cái việc mà nộp và khai thuế, như vậy rất là dễ và thuận tiện cho cái người chủ doanh nghiệp. Thời hạn doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện hóa đơn điện tử vào cuối năm 2020. Đến thời điểm này, đơn vị MISA cung cấp phần mềm hỗ trợ cho hơn 100.000 doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp đã tiết kiệm được thời gian, chi phí rất nhiều. Ngoài những tính năng nổi trội, tính bảo mật cao, thì điều lớn nhất mà BeInvoice đang làm được đó là đáp ứng được vấn đề nóng của xã hội về hóa đơn điện tử. Và đặc biệt là thời điểm bắt buộc ngày 1 tháng 11 đã sắp đến gần. Đấy, và hiện tại là chúng tôi đang hỗ trợ phục vụ cho gần 100.000 khách hàng. Có lẽ là cái điểm riêng biệt nhất của MISA đó chính là tích hợp xuất và phát hành hóa đơn ngay trực tiếp trên điện thoại và thanh toán ngay sau khi tra cứu qua đa hình thức. Tiện ích của hóa đơn điện tử là rất lớn. Ngành thuế cho biết, thời gian qua, doanh nghiệp lớn đã sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy số lượng tham gia chưa nhiều, nhưng số lượng hóa đơn điện tử lại rất lớn. Do đó, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử. Ngành thuế cũng đã tập trung để mà có các cái giải pháp mà hỗ trợ cho các cái đối tượng này để làm thế nào đấy họ có thể là thực hiện cái hóa đơn điện tử một cách tốt nhất. Tổng cục Thuế cho biết cơ quan này có nhiều giải pháp hỗ trợ, tập huấn công nghệ thông tin, tích hợp giữa phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử. Thông tin được minh bạch sẽ mang lại tiện ích rất nhiều cho người nộp thuế khi doanh nghiệp sắp phải thực hiện theo quy định từ ngày 1 tháng 11 năm 2020.